ta xuyên qua thành mặt thế văn nhân vật phản diện bắt đầu liền đưa theo hoa khôi trường vào khách sạn đánh bài poker đối mặt với hoa khôi trường thanh thuần ta không chút lưu tình khom lưng một cái chỉ vì cô ấy là bạn gái của nhân vật chính nhưng không lâu sau nhân vật chính sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước đến lúc đó ta sẽ bị đánh vào mặt nhiều lần chết thảm may mắn ta thức tỉnh cơ duyên cướp đoạt hệ thống chỉ cần cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính là có thể nhận được phần thưởng âm thanh của hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ xông lên bạn gái của nhân vật chính kích hoạt kho hệ thống để lấy huyết thanh của đội mỹ ta một bên bị đường nhã thôn phệ tinh hoa vừa hỏi diệp phàm có tính toán gì không đường nhã khinh thường nói liếm chó kia còn có thể làm gì làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho em gái nửa chết nửa sống của hắn lúc này ta định lợi dụng đường nhã tiếp cận em gái của diệp phàm bởi vì diệp thanh vi hiện tại mặc dù là nằm ở trên giường chất thải không thể di chuyển nhưng ở tận thế sau sẽ thức tỉnh cường đại dị năng nếu để cho anh em bọn họ phản bội không chỉ có thể đạt được trợ lực to lớn còn có thể nhận được phần thưởng của hệ thống vì thế ta bảo đường nhã đi lấy tiền chữa bệnh diệp phàm để dành tất cả chuyển đi, tự mình tiêu hết. Sau khi đuổi Đường Nhã lại tiêm huyết thanh của đội Mỹ, vốn Diệp Phàm nghỉ hè cũng không về nhà, thay vào đó, sống ở trường. Cũng bởi vậy mà nhận được sự kế thừa duy nhất trên toàn cầu. Vì vậy ta mua một công ty nhỏ, để cho bọn họ chúng tuyển Diệp Phàm, 10 vạn mỗi tháng bao gồm tiền ăn và chỗ ở. Trong ký túc xá bình thường của đại học Giang, Diệp Phàm đang mặc sức tưởng tượng ngày mai tốt đẹp, 40 ngàn, 30 ngàn để phẫu thuật cho em gái, 18 000 mua túi cho Đường Nhã, còn lại 2.000 tự mình ăn cơm. Nhưng khi mở ngân hàng điện thoại di động anh ngây ngẩn cả người lúc này số dư chỉ còn lại 4 tệ diệp phàm đột nhiên đứng dậy lật xem ghi chép tiêu phí kết quả cả người đều choáng váng trong bệnh viện diệp phàm tìm đường nhã chất vấn đường nhã trở tay cho hắn một cái tát mắng kẻ bất lực bảo anh mua một cái túi cũng lề mề mà đáy mắt diệp thanh vi hiện lên thất vọng ngược lại bắt đầu an ủi anh trai lúc này ta giống như thiên thần xuất hiện cho biết công ty đã thu âm một bài hát của diệp thanh vi ta không chỉ trả toàn bộ tiền thuốc men càng mời cô gia nhập nhóm sáng tác sự nhẹ nhàng của ta có lý và khen ngợi làm cho Diệp Thanh Vi rất có hảo cảm, Diệp Phàm nhất thời sinh ra, tôi không đồng ý. Chúng ta học cùng một trường, tôi biết những gì anh đã làm. Ta thản nhiên cười nói ta biết anh muốn nói cái gì, ta là một tay chơi, nhưng anh có biết về cuộc sống của ta, anh chưa từng gặp ta ở trường à, cũng không nói gì thêm, chỉ là để cho Diệp Thanh Vi suy nghĩ thật kỹ, Diệp Phàm đương nhiên là kiên quyết phản đối. Anh ta cảm thấy bạn gái anh mỗi ngày một thay đổi, chắc chắn không phải thứ tốt. Cũng bởi vậy mà lần đầu tiên nảy sinh bất đồng với Diệp Thanh Vi sau đó ta đi phố đồ cổ chặn vũ khí tương lai của diệp phàm nhưng có quá nhiều thứ trong lúc nhất thời ta không biết hạ thủ như thế nào vì thế vung tay lên đem tất cả đao đều mua cuối cùng cũng tìm được khắc kim cốt đao ngay sau đó lại bảo quản gia tức uyển đi chuẩn bị vật tư phẫu thuật tại bệnh viện ta luôn theo dõi tiến độ cho dù diệp thanh vi không chủ động gọi điện thoại cho ta ta cũng sẽ tìm ra cách để có được nhau dù sao tận thế cũng sắp tới diệp thanh vi không theo dứt khoát trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung sông lên trước rồi nói sau về phần sau làm sao bây giờ lâu ngày sinh tình. Mà vào lúc này ta nhận được điện thoại của Diệp Thanh Vi, cô ấy đề nghị gia nhập công ty của ta, muốn nói chuyện trực tiếp với ta, ca phẫu thuật của cô ấy rất thành công. Diệp Phàm đi tới nói với Thanh Vi, tôi đã tìm được một công việc mùa hè trị giá 10 vạn một tháng, hôm nay phải đi chuyển đồ thì đi trước, gặp lại em vào một ngày khác. Lạnh lùng nhìn em gái trước mắt, trong nháy mắt cô lại cảm thấy có chút xa lạ, đặc biệt là khi anh ấy thấy em gái mình gọi cho ta, trong lòng thập phần không vui. Đêm đó, ta hẹn Diệp Thanh Vi đến khách sạn năm mùa sang trọng nhất thành phố cùng ăn tối lúc này diệp thanh vi còn phải ngồi xe lăn ta kia nhẫn đẩy diệp thanh vi ngồi xuống trong lúc nhất thời bởi vì tự ti cùng thẹn thùng cô gái cúi đầu cô đưa một mảnh giấy viết tay và nói giang đại ca đây là bài hát mới tôi sáng tác gần đây ta vỗ vỗ bả vai cô mỉm cười nói thanh vi em gọi anh là giang đại ca coi ta là anh trai là được rồi không cần phải thận trọng như vậy diệp thanh vi mừng rỡ gật đầu ta cầm lấy bài hát diệp thanh vi viết lên xem đây không phải là người cô độc sao nhưng hình như đây không phải là phiên bản cuối cùng của người cô độc ta bưng cầm ra vẻ hài lòng gật gật đầu thanh vi quả nhiên là một tài nữ nhận được lời khen ngợi của ta diệp thanh vi cúi cái đầu nhỏ đỏ bừng ta nói tiếp nhưng anh có vài lời khuyên thanh vi nhìn xem sửa đổi nó như thế nào anh đã thay đổi nó theo phiên bản cuối cùng của kẻ cô đơn diệp thanh vi thấy ta thay đổi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch đầu tiên là khiếp sợ lại chính là vui sướng chưa từng có bài hát này cô vẫn viết không hài lòng lắm đến tục cùng xuất phát từ đâu cô nhất thời còn chưa hiểu ra hôm nay trải qua chỉ điểm của ta nhất thời hiểu ra đôi mắt đẹp của diệp thanh vi run rẩy hai gò má đỏ bừng hoảng loạn khiếp sợ hai là càng lộ ra tình cảm vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ mới mở lúc này diệp phàm cũng hoài nghi có phải hôm nào mình đi bộ không không chú ý dẫm lên phân chó có thể gặp được công tử tốt như vậy ký túc xá công ty trang bị cũng rất tốt một căn hộ hơn nữa trong một căn hộ cũng chỉ có một mình diệp phàm nếu thuê phòng trên một số nền tảng căn hộ nơi anh ta sống ít nhất là hơn bảy một tháng lúc diệp phàm đang cao hứng bừng bừng bên ta cũng sắp xong việc rồi trong nhà hàng cao cấp mấy ly rượu vang đỏ đi xuống diệp thanh vi đã có chút lung lay sắp đổ ta nhân cơ hội ôm đối phương về khách sạn của mình giang đại ca đây là đâu diệp thanh vi chỉ là uống say cũng không phải không có ý thức nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ xung quanh nhất thời thanh tỉnh vài phần chỉ là cả người vẫn vô lực như cũ tác dụng của rượu không phải nhất thời có thể rút đi ta nhẹ nhàng đem diệp thanh vi đặt ở trên giường của mình ánh mắt lộ ra vẻ áy náy nếu có thể ta càng nguyện ý cùng diệp thanh vi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm nhưng ta là kẻ phản diện tại sao nhân vật phản diện luôn thất bại trong phim truyền hình bởi vì nhân vật phản diện làm việc không nhanh nhẹn nói nhiều cho nên chết thảm ta sẽ không phạm sai lầm đó người ta nhẫn không nói nhiều mới có thể đứng vững ở tận thế xin lỗi diệp thanh vi sau này ta sẽ bồi thường cô thật tốt vì vậy ta bắt đầu chơi poker với diệp thanh vi còn tiêu uyển thì ở khách sạn xử lý đơn đặt hàng gần nhất thành phố lâm giang rộng lớn tất cả mọi người đều đang lặp lại quỹ đạo cuộc sống của mình không hề biết tai họa sắp giáng lâm bên kia diệp phàm đang hưng phấn chụp ảnh chung cư của mình em yêu em có thấy ký túc xá của anh không? Nếu thuê ký túc xá này một tháng, 8 chín ngàn ấy, hai ngày nữa anh chuyển đến đây, chúng ta ở cùng nhau nhé. Em buồn ngủ rồi à? Diệp Phàm sau khi tái sinh, đương nhiên là nhân vật chính quyết đoán không ai bị nổi. Nhưng trước khi tái sinh hắn liếm công để đạt đến hóa cảnh, lúc trước chính là dựa vào thuật liếm 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 tay đường nhã. Lúc này đường nhã đang lăn qua lộn lại ngủ không yên, nhìn Diệp Phàm không ngừng nhắn tin cho mình, nếu anh tốt thế nào? Đã trễ thế này đường nhã còn chưa tẩy trang, để chờ tin nhắn của anh có lẽ là bởi vì tin tức của diệp phàm quá phiền phức đường nhã cầm lên nhìn bên này căn hộ thấy đường nhã không nóng không lạnh trả lời diệp phàm ảo não nói chuyện lâu như vậy hắn ở trên người đường nhã tốn không ít thời gian cùng tiền tài mật khẩu thẻ ngân hàng đều nói cho cô ấy biết nhưng ngay cả miệng đối phương cũng chưa từng hôn qua lúc này diệp phàm nhớ tới chuyện đường nhã mua túi sách 40.000 đô đã lấy đi tiêu rồi đã trở thành một người đàn ông chân chính trong lòng diệp phàm lập ra mục tiêu lớn mơ mộng đẹp đi ngủ 5 giờ sáng hôm sau diệp phàm nằm trên giường đột nhiên đứng dậy trong hai mắt hiện lên một đạo lãnh quang, giống như là quanh năm ẩn núp mãnh thú toàn thân đều là sát khí, chỉ có điều, cỗ sát khí này vẻn vẹn kéo dài vài phút liền biến mất. Diệp Phàm nhìn bốn phía, trong không khí không có mùi máu tanh, trên mặt đất cũng không có máu, trong tận thế cũng không có địa phương tốt như vậy. Đây là đâu Diệp Phàm nhìn thấy điện thoại di động trên giường, một ký ức quen thuộc ùa về, Diệp Phàm hưng phấn giống giận tận thế 7 năm, hắn dĩ nhiên sống lại, mà lúc này Diệp Phàm sống lại, điều này có nghĩa là gì? Đại diện cho Diệp Phàm có trí nhớ trong 7 năm tới, Biết tất cả những gì đã xảy ra, có thể lấy được tất cả cơ duyên, trở thành nhóm cường giả đầu tiên trong tận thế, Diệp Phàm hưng phấn giống lên. 5 giờ 7 phút, còn 53 phút nữa, vào lúc 6 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2083, thế giới sẽ xảy ra biến đổi lớn, 70% dân số sẽ trở thành zombie, rất nhiều động thực vật trên trái đất đều sẽ phát sinh dị biến, và vô số sinh vật ngoài hành tinh đã đến trái đất. Những người sống sót, gọi ngày đó là ngày phán xét thứ nhất, con người rơi xuống từ đỉnh của chuỗi thức ăn, thủ đoạn khoa học kỹ thuật bị coi thường và phá hủy lưu lạc xuống tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn. Người chết biến thành thây ma, người sống cũng chỉ là cái xác không hồn, nhưng có một số người sống tốt trong những ngày cuối cùng, trở thành thổ hoàng đế hoàn toàn xứng đáng, mà những người này chính là những người nắm lấy cơ duyên, cũng là nhóm người đầu tiên hành động sau khi tận thế đến. Diệp Phàm hùng tâm tráng trí, nhớ lại tài nguyên tốt nhất lúc đầu tận thế, nhưng mà đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề, chẳng phải ta đã ở trong ký túc xá khi tận thế bắt đầu sao? Đây là đâu? Như người tái sinh, Diệp Phàm có được hai đoạn ký ức trước khi tận thế bắt đầu giờ phút này hai đoạn ký ức xuất hiện một ít sai lệch sai lệch trong trí nhớ thậm chí để cho ta xuất hiện một ít ảo giác trên thời không thậm chí rơi vào tự hoài nghi sâu sắc chẳng lẽ ta bị hoang tưởng không sai diệp phàm cảm giác dường như đều là thật tái sinh là thật hiện tại trải qua cũng là thật một lát sau diệp phàm ổn định tâm trạng dù sao tái sinh mang đến sinh tồn kinh nghiệm khiến cho tâm trí diệp phàm tăng lên trước nay chưa từng có diệp phàm bất chấp hai đoạn ký ức xung đột tìm cơ duyên mới là quan trọng nhất tất cả những gì cần làm bây giờ là đến đại học lâm giang Bên kia sẽ xuất hiện một chức nghiệp truyền thừa, đây sẽ là trung tâm của sự trỗi dậy của hắn. Nơi Diệp Phàm muốn đi là thành đồ cổ bên cạnh Đại học Lâm Giang, trong gian đồ cổ kia có giấu một thanh vũ khí tuyệt thế, và vũ khí này sẽ theo anh ta suốt đời. Mà lúc này hắn chấn động mạnh, trong đầu hai đoạn ký ức không ngừng va chạm, trong thoáng chốc hai mắt liền đỏ bừng, kiếp trước Giang Dương ngủ bạn gái của anh ta, cũng may vài lần làm hại anh ta rơi vào chỗ chết. Trong ký ức lần này, Giang Dương lại tiếp xúc nhẹ nhàng, khuôn mặt Diệp Phàm bắt đầu vặn vẹo nghĩ thầm đợi đến khi hắn lấy được khắc kim cổ đao của mình trước tiên đi chặt giang dương và đường nhã con khốn đó đồ tồi đồ xấu xa hai trong mắt diệp thanh vi phiếm hồng vừa xấu hổ vừa tức giận bị ta gắt gao ôm trong lòng giang đại ca sao anh lại đối xử với em như vậy tôi đã tin anh như vậy nước mắt không chịu thua kém từ khóe mắt diệp thanh vi chảy xuống cô ấy chỉ say thôi nhưng những gì xảy ra là biết xảy ra chuyện như vậy còn gọi ta là giang đại ca xem ra nha đầu ngốc này đã rơi vào trong dưới đáy lòng ta đắc ý nở nụ cười nhưng ở ngoài mặt thập phần hối hận áy náy tự trách không xứng với ta quá đặc biệt lần đầu tiên ta gặp một người phụ nữ như em ta không thể kiểm soát được nói đến đây ta tự tát mình một cái bốp một tiếng một cái tát này đánh cho đinh tai nhức óc tuy nhiên ta chỉ sử dụng một phần sức mạnh của ta với tố chất thân thể của đội mỹ chống lại một phần sức mạnh của mình quả thực không đau không ngứa nó còn khó chịu hơn khi thấy em như thế này giang đại ca anh đừng như vậy em không có ý đó ý tôi là chúng ta không thể chỉ mới quen nhau không lâu diệp thanh vi nói xong liền đỏ bừng mặt cúi thấp khuôn mặt không biết làm sao thấp giọng nỉ non nó nói anh nói lần đầu tiên gặp một người phụ nữ như em nghĩa là sao ta thuận thế vuốt ve tóc diệp thanh vi thở dài nói anh cảm thấy em rất gần gũi cho dù là bài hát em sáng tác hay là một cái nhăn mày một nụ cười cảm giác giống như có một loại đồng cảm với tôi không đúng nói cho cùng vẫn là lỗi của tôi tin diệp thanh vi đập nhanh hơn thành thật mà nói từ đầu đến cuối cô cũng có tình cảm như vậy đối với ta ngay cả khi ta làm điều đó với cô ấy ngay bây giờ giang đại ca em không trách anh anh có thể cho em một chút thời gian để em yên lặng diệp thanh vi thập phần bình tĩnh nói ta gật đầu đi về phía nhà vệ sinh thành đồ cổ đại học lâm giang diệp phàm cả người đổ mồ hôi lộ trình 5 km suýt nữa đã lấy mạng anh ta cơ thể này quá yếu diệp phàm lắc đầu châm chọc thân thể mình trên đường đến đây hắn đã quản lý rõ ràng hai đoạn ký ức của mình trước sau có một số địa phương khác nhau nhưng không sao chỉ cần hắn có thể lấy được cơ duyên thuộc về mình là tốt rồi giờ phút này diệp phàm dựa theo trí nhớ đi dạo trong thành đồ cổ Tận thế 7 năm, thanh hắc kim cổ đao trong trí nhớ này thập phần nổi danh, đời sau được mọi người xưng là thiên hạ đệ nhất đao đao khách. Chính là dựa vào thanh hắc kim cổ đao này, trở thành tuyệt thế cường giả trong tận thế, mà căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, đối phương sau khi tận thế bắt đầu chạy trốn đến bên này. Thanh hắc kim cổ đao tìm được ở hàng vỉa hè này, con dao này là của tôi. Diệp Phàm nhìn qua bộ dáng hắc kim cổ đao, giờ phút này ở trong thành đồ cổ, nhanh chóng đi qua đi lại, chỉ là càng đi dạo trong lòng hắn lại càng phiền não, sao không tìm thấy? chẳng lẽ bị đao khách kia lấy đi? Diệp Phàm nhìn đồng hồ cách 6 giờ còn 20 phút, nếu không tìm thấy 20 phút này, vậy thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ thanh đao này. Tìm một chỗ cho chó trước, chàng trai, anh muốn tìm gì? Ở bên này cũng lắc lư vài vòng, anh học đại học Lâm Giang phải không? Trường học không có sân chơi sao, chạy bộ buổi sáng đều chạy đến thành đồ cổ. Có một người trung niên đang lau một món đồ sứ, chưa chọc Diệp Phàm, Diệp Phàm thở hồn hển, hắn chẳng những tìm không thấy hắc kim cổ đao, hắn còn phát hiện cái này đồ cổ thành căn bản cũng không hề có đao một nắm cũng không có. Đừng tìm kiếm chàng trai, dao của thành cổ chúng ta, hai ngày trước bán cho một khách hàng lớn. Người trung niên cười hắc hắc, chính là chủ cửa hàng mỹ nghệ đón tiếp anh ngày hôm đó. Đó là một khách hàng lớn, chỉ cần là tất cả những gì có liên quan đến đao đều thu lại, thu hết rồi. Diệp Phàm há hốc mồm. Ai mẹ nó có bệnh chứ? Không có việc gì còn có truyền thừa nghề nghiệp. Diệp Phàm tự an ủi mình trong lòng, quay đầu chạy về phía đại học Lâm Giang, nếu không là tận thế 7 năm kinh nghiệm quá sâu sắc. Diệp Phàm đều hoài nghi chính mình tái sinh, thành đồ cổ ở ngay bên cạnh đại học lâm giang diệp phàm đi được hai bước là tới tâm nhiên mà đến nơi này hắn lại phát hiện mình không vào được không có thể sinh viên rơi vào đường cùng diệp phàm nói ánh mắt nhìn về phía khách sạn nhỏ bên cạnh đại học lâm giang việc cấp bách trước hết là tìm một chỗ ẩn thân trong nháy mắt tận thế tiến đến rất nhiều người biến thành tang thi còn có rất nhiều quái vật đến lúc đó trường học loại địa phương này ngược lại là nguy hiểm nhất nghĩ đến đây diệp phàm chạy về phía khách sạn xin lỗi ông thông tin nhận dạng của ông bị sai cô gái lễ tân sắc mặt bất đắc dĩ đưa chứng minh thư của Diệp Phàm lại. Không có chứng minh thư thì không thể vào ở sao? Tôi sẵn sàng thêm tiền. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, tận thế sắp đến rồi, giờ phút này hắn đã chờ không nổi. Những khách sạn nhỏ xung quanh trường học, không có chứng minh thư cũng có thể vào ở, chỉ là cần thêm tiền. Nhân viên lễ tân nói 300 tệ. Diệp Phàm ở trên người mình lấy ra vẻ xấu hổ, trên người hắn không có tiền, mình tự làm rơi máy, cho dù là không ném số dư bên trong cũng không đủ 300 tệ. Diệp Thanh Vi, anh biết em không tin anh, nhưng em chờ vài phút để biết ta làm thế vì một lý do khác ta sẽ không hại cô đâu ta bước ra từ trong phòng tắm ôm lấy diệp thanh vi giờ phút này diệp thanh vi ánh mắt né tránh khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng không dám nhìn thẳng vào ta cơ thể hoàn hảo như điêu khắc hy lạp giang đại ca kỳ thật anh không cần như vậy nếu anh muốn anh có thể nói trực tiếp với tôi diệp thanh vi mềm mại nói nói cho cùng nếu không có anh rất có thể vì tôi không thể phẫu thuật bị hao tổn đến chết trên giường bệnh bệnh của tôi càng kéo dài thì càng đến gần cái chết anh trả tiền phẫu thuật cho tôi là ơn cứu mạng mạng này của mình đều là anh cho còn có cái gì phải dối dám đây diệp thanh vi dùng lý do này tự mình thuyết phục mình nói thật ân cứu mạng không thể báo đáp diệp thanh vi nguyện ý chủ động lấy thân báo đáp rất nhiều nhưng lần đầu tiên ta tước đoạt cô ấy dưới hình thức này vẫn làm cho trong lòng cô sinh ra một cái vướng mắc diệp thanh vi tin tưởng tôi trong vài phút nữa thế giới này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ta đã đến cửa sổ một ánh sáng đỏ xuất hiện trên bầu trời lúc năm giờ năm phút sáng đưa cô đến khách sạn là ta đã sớm có dự mưu chuyện xảy ra tối qua nếu ta nói đó là một tai nạn, cô sẽ tin ta chứ? Ta lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Thật ra ta muốn bảo vệ em trước khi tận thế đến. Ta không ngừng giải thích, chỉ cần tận thế đến. Lời giải thích của ta không thể chê vào đâu được. Trong khi đó, ta cũng giao tiếp với hệ thống trong lòng. Ta đã chạy về phía Diệp Thanh Vi, tại sao không có phần thưởng? Diệp Thanh Vi thuộc về nữ chính cấp bậc nhân vật chỉ đạt được thân thể. Không thể nhận được phần thưởng, chẳng lẽ nói ta còn chưa hoàn toàn chiếm được trái tim của cô ấy? Lúc này ngoài cửa sổ chân trời hồng quang càng ngày càng nhiều, toàn bộ bầu trời cũng giống như bị máu tươi nhuộm đỏ diệp thanh vi trên giường cũng quấn chăn thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngây người đẹp quá ánh chiều cuối cùng của nền văn minh nhân loại đương nhiên đẹp trong khi đó trên đường phố phía dưới khách sạn đã xuất hiện hỗn loạn khủng bố vô số đạo hồng quang tiến vào tầng mây những giọt mưa đỏ như máu rơi xuống sóng xung kích mắt thường có thể thấy được khuếch tán ở chân trời cả trái đất ngoại trừ phần mặt trời chiếu sáng nửa bên kia toàn bộ chìm vào tối đen khoảnh khắc này chuỗi thức ăn ban đầu của trái đất bắt đầu thay đổi tất cả trật tự đã được thiết lập lại ngày phán xét đến trong khách sạn nhỏ bên cạnh đại học lâm giang diệp phàm vừa đánh ngất em gái lễ tân mà đúng lúc này em gái lễ tân biến dị lễ tân vốn diện mạo ngọt ngào trở nên dữ tợn trên người còn mặc trang phục chuyên nghiệp hắc ti không còn sức hấp dẫn cùng với máu hơi biến thành màu đen ngược lại làm cho người ta có chút chán ghét cùng buồn nôn chết tiệt diệp phàm cầm lấy một cái băng ghế sắc mặt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm em gái trước quầy lễ tân trận chiến đầu tiên kể từ khi tái sinh bắt đầu tận thế 7 năm các loại kỹ xảo đánh chết zombie đều khắc sâu trong trí nhớ của diệp phàm gần như trở thành bản năng cô gái lễ tân nhào về phía diệp phàm mà diệp phàm chỉ lắc lư thân thể liền tránh thoát móng vuốt của em gái lễ tân sau đó trực tiếp giơ băng ghế lên đối diện với cái ót của em gái lễ tân nổ tung một cái trận chiến đầu tiên kết thúc diệp phàm hơi thở dốc bất quá vẫn thắng được nhẹ nhàng buông lòng tận thế bắt đầu thời đại của ta đã đến diệp phàm cảm giác tế bào toàn thân đều đang run rẩy cùng hưng phấn mặc dù bây giờ hắn chỉ là một người bình thường nhưng tận thế bảy năm ký ức ở trên người chỉ cần chờ tận thế vừa mới bắt đầu hỗn loạn đi qua hắn có thể lẻn vào đại học lâm giang tìm kiếm cơ duyên của mình giang đại ca chuyện gì xảy ra vậy diệp thanh vi nắm lấy cánh tay ta nhìn một màn máu tanh tàn khốc bên ngoài gần như muốn nôn ra tận thế đã đến ta nắm cầm diệp thanh vi đó là lý do ta đưa cô đến đây giang đại ca là ta trách lầm anh diệp thanh vi băng tuyết thông minh cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của ta ta ôm chặt lấy cô ấy sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi tất cả logic đều đứng về phía ta giang dương không lừa mình Đối phương đưa mình tới đây đúng là muốn bảo vệ mình. Mà mình đương đương tự nhiên còn tưởng rằng Giang Dương chỉ muốn đùa bỡn thân thể mình. Nghĩ đến đây Diệp Thanh cảm thấy tất cả đều là bởi vì mình không đủ tin tưởng Giang đại ca. Điều đó không đúng, mà trong đầu của ta cũng vang lên thanh âm hệ thống. Cướp đoạt em gái của đứa con vô danh thành công, chúc mừng ký chủ thu được đạo tặc chi linh. Thông tin về đạo tặc chi linh, linh hồn của kẻ cướp, thông qua sự cướp bóc liên tục, có thể cướp đi một phần khí vận trên người đứa con vô danh, hơn nữa còn có cơ hội nút trứng đứa con vô danh để tăng cường bản thân đối với cái nhìn sâu sắc của đạo tặc là một kỹ năng thụ động có thể xem thông tin cả hai đều là thần kỹ khóe miệng ta hơi nhếch lên và vào lúc này hệ thống lại được sinh ra bảng thuộc tính mà thế hàng lâm mở ra danh tính giang dương thể chất 50, tinh thần 50, linh hoạt 45. chức nghiệp không có cấp độ dị năng không kỹ năng loan nguyệt chạm linh hồn của kẻ cướp bóc nhìn bảng thuộc tính của mình ta gọi trực tiếp 666, các giá trị của ta đều gấp 5 lần người bình thường đó là hiệu quả của huyết thanh mỹ thể chất không chỉ đại biểu cho tố chất thân thể càng là tố chất sức mạnh nhanh nhẹn thể hiện tổng hợp tinh thần năng lực bao hàm ý chí tư duy làm phép về phần khéo léo nhiều hơn là phản ứng và phối hợp của bộ não cơ thể đối với tốc độ tổng thể tăng lên ngược lại không bằng thể chất ngoài những điều này bảng thuộc tính cũng hiển thị các nghề nghiệp và dị năng kỳ lạ hiện tại ta là không có nghề nghiệp cùng dị năng nhưng sẽ không chờ lâu đâu khi tận thế giáng lâm sẽ có một số người đạt được dị năng đánh thức mọi khả năng bất quá dị năng thức tỉnh là không thể khống chế có người sẽ thức tỉnh cường hóa năng lực bản thân ai đó có thể biến thành người sói cũng có người có thể điều khiển vô số nguyên tố tiến hành chiến đấu. Vì vậy, dị năng giả ở tận thế cũng là đại danh từ cường giả. Dị năng giả giống như nghề nghiệp cũng chia làm chính cấp, chỉ bất quá muốn tăng lên cần nhiều lần sử dụng dị năng và cũng cần một chút kích thích và điều quan trọng nhất là dị năng giả cũng có thể trở thành chuyên nghiệp giả. Dị năng và nghề nghiệp cũng không xung đột. Đúng lúc này, Vũ Lôi cùng Tiêu Uyển điên cuồng gõ cửa phòng ta, "Thiếu ra, người không sao chứ?" Sắc mặt Tiêu Uyển trắng bệch, mà lúc này Vũ Lôi trực tiếp đi tới một cước, bang một tiếng cửa chống trộm của khách sạn bị vũ lôi đá văng tiêu uyển lập tức vọt vào sau đó liền phát ra một trận tiếng thét chói tai vũ lôi nghe tiếng thét chói tai lập tức xông vào nhưng lại nghe được giọng nói của ta ta không sao vũ lôi anh ra ngoài trước đi là ông chủ lúc này trong phòng diệp thanh thanh bị ta quấn trong chăn ôm còn ta thì thẳng thắn đứng trước cửa sổ chiều dài khủng bố kia làm mù hai mắt linh động của tiêu uyển giang dương anh mặc quần áo vào cho tôi tiêu uyển tức giận cả người phát run ta nhìn thấy sự thay đổi bên ngoài qua cửa sổ trước tiên muốn tới đây bảo đảm an toàn cho Giang Dương, lại thấy Giang Dương ôm em gái đứng lặng trước cửa sổ. Chuyện đó đã xảy ra, ta vẫn còn hứng thú với việc này. Chị Uyển, chị che mắt làm gì? Khi còn bé cũng không phải chưa thấy qua ta bĩu môi. Nếu không phải Diệp Thanh Vi ở đây, ta không ngại đem Tiêu Uyển chính pháp ngay tại chỗ. Tiêu Uyển không nói gì, khi còn bé và bây giờ có thể giống nhau sao? Anh mặc quần áo trước đi, Tiêu Uyển đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng và ta nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau đó xem xét tình huống của Diệp Thanh Vi. Quả nhiên, một dòng chữ xuất hiện trước mắt ta họ tên diệp thanh vi thể chất 6, tinh thần 7, linh hoạt chức nghiệp cấp 5 cấp không dị năng chữa khỏi chi tâm kỹ năng không trung thành 85, dưới 60 sẽ rời đi cao nhất là 100, đó là cái nhìn sâu sắc của kẻ cướp ánh mắt ta chăm chú vào dị năng rất nhỏ của diệp thanh vi sự chữa lành giống như trong nguyên tắc trong nguyên tắc dị năng thức tỉnh rất nhỏ của diệp thanh vi chính là chữa khỏi chi tâm là một siêu năng lực trị liệu bởi vì tốc độ tự lành của diệp thanh vi cực nhanh và chữa lành người khác hiệu quả chữa bệnh Kỹ năng so với người chuyên nghiệp khoa trị liệu mạnh hơn gấp 10 lần. Giang đại ca, anh nhìn em làm gì? Sắc mặt Diệp Thanh Vi đỏ bừng bị Tiêu Uyển bắt gặp. Giờ phút này ta còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cô ấy vẫn chưa mặc quần áo. Muốn tiểu tức phụ đẹp mắt như vậy không được nhìn nhiều hai mắt. Đừng nói lung tung, Diệp Thanh Vi thẹn thùng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc này tận thế phủ xuống, Diệp Thanh Vi cũng thành công thức tỉnh dị năng. Trái tim chữa lành, thật sự là quá thần kỳ. Sau khi Diệp Thanh Vi thức tỉnh dị năng, dần dần cảm thấy, thân thể quanh năm bị bệnh tật chèn ép đều thoải mái vài phần không chỉ vậy trước kia khi có thể đi bộ bởi vì đột nhiên phát bệnh vết sẹo do hai chân vô lực ngã xuống cũng tất cả đều không còn diệp thanh vi hiện tại cả người như dương chi ngọc tự nội không tì vết để cho ta âm thầm cảm thán sức mạnh của trái tim chữa lành theo thông tin của ta tận thế đến thời điểm có một số người sẽ thức tỉnh dị năng nhẹ thôi cô thử xem có thể tự đứng lên được không ta vừa dứt lời hô hấp của diệp thanh vi liền trở nên rồn rập đứng lên đây chính là hy vọng xa vời mà cô vẫn tha thiết ước mơ theo ký ức của kiếp trước Diệp Thanh Vi cũng không phải ngay từ đầu có thể đứng lên. Dị năng tuy rằng thức tỉnh nhưng khôi phục bệnh tật cần thời gian, nhưng hiện tại bởi vì Diệp Thanh Vi kịp thời tiếp nhận phẫu thuật, cô hiện tại hẳn là có thể tại dị năng thức tỉnh sau nháy mắt khỏi hẳn. Quả nhiên, Diệp Thanh Vi nuốt nước miếng, cô cẩn thận từng ly từng tí đem hai chân đặt trên mặt đất. Giờ phút này vui sướng đã chiếm cứ nội tâm của cô. Khoảnh khắc tiếp theo, sau khi đứng dậy hoàn toàn dưới sự giúp đỡ của ta, cuồng hỉ trong nháy mắt tràn ngập đầu óc cô. Tôi đã đứng dậy, Diệp Thanh Vi mừng rỡ như điên. Thế nhưng không đè nén được cảm xúc của mình, nó nhảy lên người ta, "Giang Đại ca, hai chân tôi khôi phục, tôi khôi phục bình thường." Thành thật mà nói, thấy thiếu nữ vui mừng như vậy, ta cũng vui mừng cho cô. Ta nghiêm trang nói, "Thanh Vi, em có thể đứng lên." Hẳn là thức tỉnh các loại dị năng tự lành, nhân tiện, ta cắn nát ngón tay của mình đưa đến trước mắt Diệp Thanh Vi, thử xem có thể chữa lành vết thương của ta không. Ta biết năng lực của Diệp Thanh Vi, nhưng bây giờ ta không thể nói, chỉ có thể làm bộ như không biết, dẫn dắt Diệp Thanh Vi sử dụng năng lực của mình cô nhìn chằm chằm ngón tay ta yên lặng suy nghĩ sau một thời gian chữa trị lục quang ngừng tụ trên tay diệp thanh vi ngay sau đó cô ấy đặt tay lên ngón tay ta chưa chạm vào ngón tay chỉ là bị soi một chút vết thương liền khép lại thật sự là năng lực cường đại bên ngoài phòng bên kia xuyên qua cửa sổ nhìn thấy thảm trạng phía dưới khắp nơi đều là những cánh tay cụt người chết đứng dậy kéo cánh tay bị gãy thân thể không trọn vẹn khắp nơi tìm kiếm tung tích người sống đây là thây ma tiêu uyển đi tới có rất nhiều phim truyền hình về thây ma nhưng cô không nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ thực sự nhìn thấy những điều này lúc này cô nhớ tới những thứ ta bảo mình chuẩn bị đường nhã núp ở góc tường sắc mặt trắng bệch cô dậy sớm thu dọn chính mình trang điểm chuẩn bị đi tìm giang dương ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa tận thế đã đến ý thức được nguy hiểm đường nhã đóng chặt cửa sổ chuẩn bị chờ cứu viện nhưng trong hành lang truyền đến tiếng kêu thảm thiết hồn của cô đều muốn đánh mất ngoài cửa phòng vang lên từng đợt tiếng nhai nuốt có cái gì đó ở ngoài cửa nhà mình là những thầy ma kia sao vẻ mặt đường nhã hoảng sợ cô sắp sụp đổ rồi cách đường nhã hai cây số diệp phàm cầm diều cứu hỏa thở hồng hộc ngồi trong phòng khách sạn đầu tiên ở lại khách sạn này một đêm ngày mai sẽ yên tĩnh lại đến lúc đó lại đến đại học lâm giang trong mắt diệp phàm hiện lên một tia âm ngân hắn lấy giấy bút ra bắt đầu liệt kê bản thân sau khi tái sinh hai đoạn ký ức không giống nhau hiệu ứng cánh bướm cũng không thể ngăn cản hắn báo thủ người nên giết vẫn phải giết người thứ nhất giết giang dương người thứ hai giết đường nhã trong khách sạn cao cấp bốn người giang dương ngồi cùng một chỗ dùng cơm thiếu gia có thể nói một chút người làm sao biết tận thế ánh mắt tiêu uyển gắt gao nhìn giang dương vừa rồi và ta đã nói với họ một số thông tin về những ngày cuối cùng diệp thanh vi còn đắm chìm trong hưng phấn khôi phục sức khỏe chỉ có tiêu uyển vẫn nhìn ta họ tên tiêu uyển thể chất chín tinh thần bảy linh hoạt chín chức nghiệp không đẳng cấp không nghệ năng không có kỹ năng không có độ trung thành chín mươi chín ta nhìn tin nhắn của tiêu uyển độ trung thành của đối phương là cao nhất trong ba người diệp thanh vi là tám mươi vũ lôi là tám mươi hai tiêu uyển cư nhiên đạt tới chín mươi chín ta đã thành lập một nền tảng vài năm trước chịu trách nhiệm thu thập một số thông tin bí ẩn vốn chỉ là tính chất chơi đùa không nghĩ tới thu thập được tình báo tận thế càng không nghĩ tới chính là hôm nay thật đúng là tận thế ta thở dài một tiếng trong lòng lên kế hoạch hành động tiếp theo diệp phàm lúc này hẳn là đã thức tỉnh ký ức kiếp trước những chướng ngại vật mình cho hắn chỉ có thể ngăn cản nhất thời nếu không có gì bất ngờ xảy ra đối phương hẳn là đi tới gần đại học lâm giang với ký ức kiếp trước tự nhiên biết cơ duyên của diệp phàm ở đại học lâm giang cơ duyên này nhất thời rưỡi có thể bị người ta lấy được hay không lúc này ta cần lên kế hoạch một việc khác trong kiếp trước diệp phàm từng theo đuổi một cường giả cũng là người của đại học lâm giang là hoa khôi trường lâm giang thu thiền át chủ bài của kiếm đạo xã hoa khôi trường này cũng không tầm thường sau khi đi vào tận thế nhân xưng nữ kiếm thánh là một độc hành hiệp đi ở tận thế thuộc về cấp bậc mạnh nhất tận thế cho dù là ở kiếp trước diệp phàm cũng không phải là đối thủ nhưng ta không quan tâm nhiều như vậy cường giả bực này nếu không vào hậu cung đoàn đội của mình thật đáng tiếc một kế hoạch hình thành trong trái tim ta thần học tiêu uyển nghiêng đầu tính cách giang dương cô hiểu rõ nói là tính chất chơi phiếu thì chính là tính chất chơi phiếu làm quản gia của giang dương nhiều năm cô biết giang dương sẽ không làm chính sự làn sóng này thuộc về mèo mù đụng phải chuột chết vận khí không tệ xem như làm một chuyện chính sự ở nhà anh phải thông báo cô còn chưa nói xong liền bị một trận tiếng thét chói tai cắt đứt là hộ gia đình đến từ dưới lầu trong khách sạn cao cấp này vẫn có rất nhiều người ở ta chỉ bao lại mấy tầng này của bọn họ thần lằn quái vật thần lằn ở đâu ra đây không phải là một con thần lằn cái gì đây tiêu uyển cùng đám người vũ lôi lấy cung tiễn ra nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ đợi đến khi nhìn rõ những thứ phía dưới vũ lôi hoàn hảo tiêu uyển trực tiếp run lên diệp thanh vi càng là nhìn đến tóc gáy đứng thẳng ta cẩn thận nhìn từ cửa sổ xuống một con quái vật có hình dạng thần lằn gần 6 mét đang nằm sấp trên tường bơi lên trên trong miệng còn ngậm một người tiêu uyển nhíu mày loại quái vật này nhân loại phải làm sao chiến thắng những con thần lằn khổng lồ dưới kia đang nổi bọt máu toàn thân đều là thịt thối mùi hôi thối bốc lên có một số nơi có thể nhìn thấy xương và điều đáng sợ hơn là trong xương và một cái gì đó tương tự như ký sinh trùng gai lúc này con thần lằn lớn này miệng đã bắt đầu nhai nuốt tiếng kêu thảm thiết đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ ánh mắt kia giống như là đang nhìn thức ăn bình thường tên thần lằn chủng tộc giới thiệu vắn tắt về đẳng cấp một những con quái vật yếu ớt từ vùng đất dơ bẩn sinh trưởng trong đầm lầy có tính ăn mòn cực cao cả người đầy bọt máu có thể phun ra chất lỏng có tính ăn mòn cao cái nhìn sâu sắc của kẻ cướp đã cung cấp đủ thông tin quái vật từ vùng đất bẩn thỉu có vẻ như đây không phải là sinh vật của trái đất khóe miệng của ta nhịn không được dương lên kiếp trước những quái vật lai lịch thần bí này toàn thân đều là bảo bối ví dụ như hàm răng của cự tích ô uế có thể chế biến thành vũ khí có một số cơ quan nội tạng của quái vật ăn còn có công hiệu tăng cường tố chất thân thể không cần thiết cũng có thể đem những vật liệu này mang đến cửa hàng tận thế để bán đổi thành tiền tệ thống nhất trong tận thế có vài tang thi và quái vật tương đối đặc thù sẽ có một cái gì đó khác trong cơ thể ví dụ như thông tin được cung cấp bởi những kẻ săn mồi chém đầu ô uế cự tích có thể thu được một ít lợi ích và ta nói với họ nó là một con quái vật ăn mòn các ngươi dùng nỏ bắn vào mắt nó trên lầu ta lấy hắc kim cốt đao ra huyết thanh của đội mỹ tương đương với cấp 1. nghề nghiệp đối phó với cự tích ô uế này hẳn là không thành vấn đề giang dương anh làm gì vậy ba người tiêu uyển vừa lấy nỏ ra thấy ta nhảy xuống